trời sẽ tạnh ráo thoáng mát trong suốt tối và đêm nay tại Tây Nam Bộ đó À. Dự báo mức nhiệt tại Cần Thơ, Vị Thanh, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre và các nơi khác phổ biến trong khoảng từ 26 cho đến 28 độ C. Trời có gió, không gian thoáng đại, mát mẻ. Còn sang đến ngày mai thì nắng lên sớm, đẩy nhiệt độ tăng nhanh. Dự báo nhiệt độ cao nhất tại Cao Lãnh chạm ngưỡng nắng nóng gay gắt 37 độ C. Còn tại Cần Thơ, Vị Thanh, Trạch Giá, Châu Đốc và các nơi khác vẫn nắng nóng 35-36 độ C. Chỉ riêng Bạc Liêu chịu hơn một chút 34 độ C. Nếu quý vị có kế hoạch du lịch đến Phú Quốc vào dịp này thì cũng cần lưu ý đến các biện pháp chống nắng, chống nóng. Vì ngày mai dự báo là nắng sẽ lên sớm và cảm giác nóng rõ khi mà nhiệt độ cao nhất trong ngày chạm ngưỡng nắng nóng 35 độ C. Quý vị nên hạn chế các hoạt động ngoài trời vào buổi trưa còn sau 16 giờ thì trời sẽ dịu hơn rất là thích hợp để quý vị có thể vui chơi tắm biển trải nghiệm nghỉ dưỡng sang trọng tại bãi kem xem show trình diễn nghệ thuật thể thao mạo hiểm của dàn vận động viên Light sport vào mỗi buổi chiều tại cầu hôn còn trong tối và đêm thì trời mát nhiệt độ thấp nhất chỉ 27 độ c thời tiết sẽ rất lý tưởng để du khách có thể xem chương trình biểu diễn đa phương tiện và phá hoa nghệ thuật hàng đêm tại thị trấn hoài hôn Xin được chuyển sang thông tin dự báo thời tiết trên biển. Thời tiết biển ở khu vực từ Bình Thuận cho đến Cà Mau, Cà Mau Kiên Giang dự báo đêm nay và ngày mai đều thuận lợi cho hải trình ra vào các đảo, trời không mưa, tầm nhìn xa tốt trên 10 km, gió nhẹ, biển êm.